Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh youtube của Mạnh Review Trên tay của mình, trước mặt các bạn đây Đang có một cái hộp sản phẩm Trong cái hộp này sẽ có hai chiếc smartphone Samsung A60, Realme 5 364GB Đâu nào Hộp thì được đóng rất là cẩn thận với nhiều những cái Gọi là những cái vòng băng dính như thế này Rất là kín và khít uh, link thì mình sẽ để cho anh em ở phía bên dưới video Cái shop này điện thoại cũ rẻ, khá là nhiều những cái sản phẩm mà mình cũng đã mua ở trên shop này rồi, khá là ok đấy. Và shop này thì đa số là thường thay màn hình nhé, nhưng mà hai cái chiếc máy này thì lại không. À. rồi cuối cùng thì cũng đã ra. mình thì không thích cái kiểu đóng này cho lắm đâu, bởi vì là cái băng dính nó rất là dai, khó dành. ừ. lại còn đang để trên một cái bàn nó rất là cồng kềnh nhé nó hay bị rung quá anh em xem cái chất lượng mà bị rung quá thì thôi cố gắng xem cho mình để mình mua cái bàn khác về cho anh em đỡ bị chóng mặt <laughs> rồi chúng ta sẽ có một cái túi đựng như này không có phụ kiện gì nhé anh em nhé shop này thì chỉ có bán máy thôi không kèm phụ kiện và đây lại phải cắt một lượt nữa thôi do là dán rất là nhiều băng dính Đây. Cuối cùng thì cũng bỏ được cái bọc này ra Và đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn thấy Samsung A60 ừ. Một cái chiếc máy mà có cái ngoại hình này Mà đằng sau hơi bị xước sát Mặt um, nó lại làm bằng nhựa nữa nhá Nên là rất là dễ bị xước này ừ. Có những vết xước khá khá ở đây Có một vết xước nhỏ ở đây thì phải Samsung A60 để sang một bên Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với Realme 5 Chiếc máy này thì có một cái ngoại hình này. Chảy xước, xước răm nhiều quá Khá nhiều đấy Khung viền thì ok hơn này Khung viền Khung viền thì khá là ít xước thôi Khởi động lên nào Màn hình cũng vậy quan trọng là màn hình đúng nào màn hình mà ngon là ok còn mặt lưng có thể thay được rất là dễ dàng đây màn hình của chiếc Samsung A60 đây ừ. sáng đẹp shop thì nói rằng là cái chiếc màn hình này là màn hình zin nha anh em nhé cảm ứng cài đặt đây chiếc máy này thì đang ở phiên bản Android 11 phiên bản này là One UI là 3.1 và cái bộ nhớ của nó bộ nhớ RAM là 6GB nhé còn ROM là 64GB camera này camera vẫn bình thường cam trước này ừ, cam trước ok đấy vẫn khá sáng và đẹp và đây thì chúng ta có một cái cụm camera nốt ruồi Nốt ruồi thì hiện đại hơn đúng không nào Không phải Infinity U V các kiểu nữa Thử ghi âm quay phim xem nào Đây các bạn đang được nhìn thấy cái chất lượng quay của nó này ừ. Rồi Những cái chiếc máy Samsung này nhất là giá rẻ nhé Thì mình thấy cái mức độ loa của nó nó không ổn đâu cảm biến vân tay thì sao rồi đã thêm xong rồi nói chung là cảm biến vân tay vẫn nhanh vẫn nhận vẫn nhạy còn à, hình như là mình vừa mới nhìn thấy cái chiếc máy này nó thông báo cập nhật à ở đây nó đang thông báo cập nhật lên phiên bản mới anh em ạ rồi sẽ cập nhật sau anh em nhé Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái nhân vật thứ hai đó là Realme 5 Bên dưới này mình nhìn thoáng qua thì nó hơi sáng hơn một chút Nhưng mà nó lại không phải là đốm phản quang nhé Nó chỉ hơi sáng hơn một chút thôi Cảm ứng thì sao? Cảm ứng vẫn ok, mượt mà Không vấn đề gì cả Màn hình thì lúc nãy anh em có thể nhìn thấy là nó không phải là đẹp lắm Độ sáng thì cũng không phải là cao quá Đây mình sẽ so hai cái màn hình này thử xem nhé mình vẫn thấy là Samsung A60 thì nó sáng hơn một chút Cơ bản là vậy Rồi Chúng ta sẽ tiếp tục lại với chiếc Realme 5 này Trong phần cài đặt chúng ta sẽ vào Đây giới thiệu về điện thoại Phiên bản Android 10 RAM 3 Chạy con chip Snapdragon 665 này ROM là 64GB Đó ROM 64GB Chúng ta sẽ kiểm tra đến phần mật khẩu và sinh chắc học ở đây thì chúng ta sẽ thêm dấu vân tay Thử xem Chiếc máy này còn nhận vân tay hay không Vẫn nhận bình thường này Thử xem Khá là nhanh đúng nào Nhanh hơn là chiếc Samsung A60 một chút ừ. Khá là ok đấy Còn camera thì sao Ở đây thì chúng ta sẽ vào phần camera này camera 48 mê phía đằng sau nhưng mà cảm giác nó hơi bị mờ hay sao nhưng mà không hề bị ám ố hay là bị chấm gì cả nhé chúng ta sẽ đến với camera selfie cam khá là đẹp luôn camera selfie của Oppo hay Realme thì rất là ok đấy được nào rồi cơ bản thì chúng ta thấy rằng là hai cái chiếc máy này ngoại hình rồi thì hành trình phím vẫn rất là ok Không hề bị ảnh hưởng hay bị làm sao cả Không hề gặp lỗi gì nhé Một chiếc máy Samsung A60 là cổng Type-C si, Còn chiếc Realme 5 vẫn là cổng sạc micro chuẩn cũ thôi Và rồi trên đây là một cái bài mở hộp của mình về hai cái chiếc máy khá là rẻ Một chiếc máy thì triệu rưỡi Một cái chiếc máy là tầm khoảng 1 ,2 triệu 2 Đó Ngày hôm nay Mở hộp như thế này, với những cái bài test cơ bản ban đầu của mình thì anh em có nhận xét gì cũng như là những cái đóng góp gì, có thể là comment ở phía bên dưới video cho mình nhé. Rất là cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.